ưng ngỗng màu, ó màu hay ưng Ấn Độ. Đây là một loài chim săn mồi cỡ trung bình thuộc họ ưng, được tìm thấy chủ yếu tại các vùng châu Á nhiệt đới. Cụ thể, ưng ngỗng màu sinh sống tại các nước Đông Nam Á bao gồm Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, bán đảo Malay, Indonesia, Việt Nam và một số quốc gia khác. Ưng ngỗng màu là loài chim cư trú. Chúng thường xuất hiện tại các khu đất thấp của vùng rừng núi, những khu rừng rụng lá và chân đồi ở độ cao dưới 2.000m. Thỉnh thoảng, chúng cũng di chuyển đến cả các vùng đồng bằng. Tuy nhiên, phạm vi của chúng được giới hạn trong các khu vực cận nhiệt đới và nhiệt đới ấm áp. Ưng ngỗng màu có chiều dài trung bình từ 30 đến 49cm, cân nặng dao động từ 224 đến 450 g, chiều dài sải cánh từ 50 đến 80cm. Chim mái thường sẽ lớn hơn chim trống. Màu xám xuất hiện từ phần đầu đến sau gáy, phần thân trên có màu nâu sẫm, đuôi có màu nâu nhạt, kèm theo 4 vệt ngang màu trắng. Phần bụng dưới chủ yếu là màu trắng, kèm theo các vệt đốm màu nâu. Mống mắt màu vàng, móng màu đen cong quặp sắc nhọn, chân và bàn chân có màu vàng, kèm theo các móng vuốt màu đen sắc nhọn. Chúng có cánh ngắn, rộng, đuôi dài, giúp di chuyển dễ dàng trong rừng. Chúng có chuyến bay khá thấp và tương đối chậm. Thông thường, loài chim này sẽ sinh sống một mình. Ưng ngỗng màu rất cảnh giác và vô cùng giỏi trong việc ẩn nấp. Chúng thường giấu mình trong các tán lá. Lúc uống nước, chúng thường đứng yên đưa mắt quan sát xung quanh trước khi cúi đầu xuống. Tuy nhiên, đôi khi chúng vẫn sẽ đậu tại những thân cây trụ lá. Thức ăn của ưng ngỗng màu chủ yếu là động vật, bao gồm ếch, thanh lăn, ngậm nhấm, côn trùng lớn, chim và các động vật có vú nhỏ. Ưng ngỗng màu thường tìm kiếm thức ăn trên sàn rừng. Chúng thường ẩn nấp giữa các cành cây và bất ngờ lao xuống tấn công con mồi. Sinh sản. Ó màu là loài chim chung thủy một vợ một chồng. Thời gian sinh sản ở mỗi nơi mỗi khác, nhưng thường là từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm. Tổ là một cấu trúc trà chôm, được làm trên cây, cách mặt đất từ 6 đến 30 mét. Nguyên liệu chủ yếu là các cành cây khô. Chim mẹ thường sẽ đẻ từ 2 đến 3 trứng và ấp trong khoảng từ 28 đến 38 ngày. Sau khi nở, chim non sẽ được cả hai chim bố mẹ chăm sóc trong khoảng 35 ngày. Lúc này, cơ thể chúng đã cứng cáp và có thể di chuyển ra các cành nhánh gần tổ. Sau khi rời tổ, chim non vẫn sẽ tiếp tục ở bên bố mẹ thêm khoảng 70 ngày nữa, trước khi chúng có cuộc sống hoàn toàn tự lập. Nạn phá rừng là một trong những mối đe dọa lớn nhất cho loài chim này. Tuy nhiên, do phạm vi phân bố rộng lớn, nên ưng ngỗng màu được xem là loài có ít mối quan tâm. Tuổi thọ trung bình của ưng Ấn Độ khoảng 11 năm, tối đa chúng có thể sống lên đến 19,8 năm.